xin chúng tôi xin được nhường lại cho ông Lê Thành Ân. Ông có một món quà dành tặng cho quý vị trong ngày hôm nay đúng không ạ? Đúng vậy. Thì để tôi trả lời cái câu hỏi của MC. Dạ. Thì tôi dành tặng bài hát này cho những người có HIV AIDS. Đây là một lời tôi mong tất cả mọi người hãy giúp đỡ cho họ có một tương lai và hạnh phúc. Wow, một món quà bất ngờ. Yes, this is the love we have a special gift for all of you tonight, special for the HIV version. Everybody, các bạn có thể lớn lên nào. Hey. Hey, hey, hey. Xin chào tất cả các bạn. Tôi đến đây cũng như các bạn đến đây. Tôi dùng âm nhạc để kết nối những vòng tay, những vòng tay cùng để vui. Tại vì đấy, các bạn biết không, cuộc sống là một món quà, được sống là một điều kỳ diệu của tạo hóa. Tôi không muốn gì hết mà chúng ta mất đi hạnh phúc. Tôi một tôi chỉ mong thế giới không có căn bệnh này. Không muốn trẻ em bị căn bệnh lên tắt đi. Không muốn con đau một làm nước mắt rơi trên hàng mi. Không muốn người lớn sai và trẻ em phải gánh chịu. Không muốn chúng ta chỉ thị những người có hết. Phải phòng tránh AIDS bằng việc sử dụng bao cao su, không dùng chung bơm kim tim vì phải phục vụ nhiều đâu. Phải bảo vệ bạn và bảo vệ tôi bằng việc xét nghiệm HIV sau tháng tới một tháng. Toàn thế giới đều nói không với AIDS, và Việt Nam cũng nói không với AIDS. Thành phố Hồ Chí Minh ơi, hãy nói không với AIDS. Mỗi chúng ta vừa nói không với AIDS. Để giới thiệu, đây là Trung với Hiếu.